Đây, kính thưa quý vị, Đức Phật muốn nói là một cái lý nhân duyên mà sau khi mà chúng ta đã đầu sanh trải qua nhiều kiếp, mà một kiếp mà đến gặp được Phật không phải là dễ, giống như con người mù mà trồi lên mặt nước mà gặp bóng cây không phải dễ đâu, mà được gặp trồi bóng cây mà phải chui vào bóng cây nữa. Tức là muốn nói là khi mình gặp Phật rồi, tin theo Phật, tin cái chánh pháp của Ngài mà tu hành để qua cái biển khổ sanh tử không phải là việc dễ. Nên hôm nay bây giờ anh em chúng ta ngồi đây ha, sẽ thấy điều có nhân duyên trên đó. Trong buổi hành quân ngã này mà gặp Đức Thầy, mà tin bây giờ anh em cũng tu, kẻ tu ít người tu nhiều, kẻ tu cao người tu thấp, đều có nhân duyên cả. Vậy thì hôm nay thưa quý vị, chúng ta đã có một niềm tin sẵn rồi, Đức Thầy rồi, và chánh pháp của Ngài đã vạch rõ chúng ta tu rồi, không còn sợ lệch lạc nữa. Nay gặp gốc rồi, gặp chánh pháp rồi. Nên vì thế mà bây giờ nè, chúng ta nhất là nói về anh em cái cư sĩ tại gia cũng nhiều cái công ăn việc làm, tu như các vị thiền sư rồi trước mà vào gần sâu núi thẳm ngầu tịnh thì nó khó lắm. Vì thế mà hôm nay Đức Thầy là vị Phật, mỗi khi lâm phàm đã quán xét căn cơ của chúng sanh trong thời cái buổi hân hương này, Ngài đưa pháp là tại gia cư sĩ học Phật tu nha. Nên phương pháp đó chúng ta phù hợp, pháp hợp hợp cơ là pháp diệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước thì xin gửi lời kính chào đến huynh trưởng thì anh Năm, anh Tư cũng như anh Sáu, chào Phan Văn Tâm, gửi lời chào hết tất cả cô bác anh chị em đang xem qua trên màn ảnh nhỏ. Thì trước khi đi vào trong cái buổi mạng đàm đạo đức hôm nay thì cũng xin nguyện cầu ơn trên được Phật lực tăng quy, pháp luân thường chuyển, và tất cả chúng ta đều tinh tấn trên con đường đạo hạnh để rồi được tăng tài báo Phật ân tri đức trong những cái ân nghĩa mà chúng ta đã thọ ra thế gian. Thì thưa quý vị, trước ông kính của quý vị thì đây là ông chủ gia, gia đình của anh Tư, mà một huynh trưởng chúng tôi cũng đã cảm mến đến cái hành hiền của anh ta rất lâu rồi. Là một cư sĩ nhưng mà anh rất là ham học, tham cứu về kinh điển, rồi còn có cái sự cầu tiến là thường hay mời anh em đồng đạo đến nhà rồi tham vấn học hỏi rồi trao đổi kinh nghiệm với nhau để cố gắng mà chúng ta tiến tu trên bước đường tu thân hành thiện. Bên cạnh đó thì anh Năm Hường cũng là một cái huynh trưởng mà chúng tôi rất là đáng kính trong cái hạnh lành về công tác từ thiện, cũng giống như là cái phương pháp tu tập. Anh vừa làm thiện mà lại là những cái năm mà chúng tôi biết anh thì lại anh cả vật chất tinh thần để lo đạo, tổ chức những cái chuyến đi du sơn để cho bà con có cái duyên lành, hợp tác cùng nhau, rồi lên đó chúng ta lại phổ truyền về giáo lý của Đức Thầy để hướng dẫn mọi người hiểu biết được giáo thuyết tứ ân mà áp dụng vào trong đời sống, trở thành những con người thánh thiện, tốt đời đẹp đạo. Bên đó quý vị thấy anh Sáu Dũng cũng là một bậc huynh trưởng, nhưng khác với hai anh Năm và anh Tư thì huynh Sáu lại chuyên về pháp môn hành đạo. Những năm trước mà ở chùa Từ Quang, với sự hướng dẫn của bác Như Quang, tức là bác Út Kiệt, thì anh Sáu lại có một cái sức công phu rất là kiên định quý vị. Thậm chí có đôi khi chùa Hoằng Pháp mà mở những cái khóa tu á, mà bác Út đưa những cái cư sĩ của Hòa Hảo ra để rồi cùng với lại các vị Phật tử ở nơi đó để thực hiện được cái kiên định trong cái chánh niệm của mình. Khi mà ngồi tĩnh tọa niệm Phật đó thì anh ngồi cái thời gian khoảng lâu lắm, có thể là 5-6 tiếng chừng. Đó, thì đó là những cái bậc huynh trưởng mà hôm nay đó tôi xin giới thiệu đến tất cả chư quý đồng đạo để chúng ta có được một cái duyên lành, kết nối thiện tâm với nhau để mình sống trong cái tinh thần đạo đức. Thì hôm nay gặp lại các anh đó chúng tôi là vui mừng lắm. Tại vì mấy năm rồi đó, kẻ thì đi làm việc này việc nọ, rồi người thì bận công tác ở địa phương, kẻ thì phải đi xa, bận về duyên sự rất là nhiều, cho nên nó không có được gặp các anh. Hôm nay thì cái duyên lành nó lại đến là chúng tôi lại được tìm lại được cái số điện thoại rồi liên lạc, rồi mới biết cái hoàn cảnh của các anh bây giờ đó, thì ai cũng lớn tuổi quý vị, là bậc trưởng niên hết rồi.
thì bước vào cái giai đoạn mà mình sống ở thế gian này đó, thì cái quy luật thành trụ hoại không nó chi phối. Các anh tuy bây giờ đã già nhưng cái tinh thần đạo đức của các anh vẫn còn trẻ mãi nha quý vị. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ tham cứu về Phật pháp, sẽ mạn đàm đạo đức để rồi học hỏi thêm những cái kinh nghiệm. Bởi vì 10 năm đọc sách tò mò chứ không bằng đàm đạo chuyện trò một đêm, hay hoặc là một ngày một năm mà soi mặt gương trong không bằng một phút mà mình một ngày làm bạn với sen còn hơn mãn kiếp mình làm quen với bèo, thưa đồng đạo. Cho nên do đó mà cái thời giờ gặp các anh thì quý lắm. Thì hôm nay á quý vị trên cái con đường đạo đức mà chúng ta muốn được thông dong tự tại, chúng ta muốn được tiêu diêu đạo đức lượng bàn dân du võ trụ thanh nhàn biết bao nhiêu lời thầy dạy đó, thì con người phải trải qua một cái quá trình, một công đoạn đó trong nhà Phật gọi là công án để hành đạo. Và sau khi mà chúng ta đã chứng đạo rồi thì lúc đó đó chúng ta mới được thông dong. Cho nên không gì hơn trong những cái pháp tu mà nhà Phật dạy đó, thì chúng tôi nhớ đến hai cái chữ buông xả. Thì cái buông xả đó như thế nào, chúng ta buông cái gì, xả gọi xả cái gì, để rồi hoàn thành được hai chữ buông xả đó mà con người được nhẹ nghiệp, được tiêu diêu tự tại, được trở về xứ tịnh an lành. Thì hôm nay gặp anh Tư và anh Năm thì quý cô bác anh chị em có thể kết nối duyên lành với hai anh để nghe cái sự trình bày sau những cái năm tháng mà nghiên cứu về Phật pháp, học hỏi rồi cố gắng hành trì, để sau này các anh cũng sẽ thực hiện được cái công nghiệp của mình đó, thành tựu được cái công trình của mình khi còn ở thế gian này. Ta đã nghe theo lời Phật, lời thầy để cố gắng tu tập và tìm cầu về bản thể của đạo để chứng ngộ được niết bàn tịch tịnh là được vô sanh. Thì hôm nay xin mời anh Năm cũng trao đổi qua cái kinh nghiệm của mình trên cái bước đường tu tập anh Năm. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Kính thưa vị vừa qua rồi Đại Nghĩa có đôi lời nói và cũng đặt lên câu hỏi cùng em cháu qua cái đề tài là buông xả. Thật ra thì mình nên em cháu không còn ngại ngùng, cũng nói lên những cái biết, cái hiểu mình trong thời gian quá trình tu học. Giờ để đi sâu vào cái hai câu này, kính thưa quý vị, thì thật chắc hai câu này thì nó không nằm trong cái lý của thầy, hai chữ buông xả. Nhưng về lý thì nó có, cũng như trong tứ duy luận tâm là đức xả, hoặc là thầy nói là trong dân vật bất chánh, thân ta còn ngày đó mai đây, của ái cổ khi tan khi hiệp. Thì đức thầy cho biết rằng thân chúng ta không tồn tại, không thật, thì của cải gia tài nó đâu có thật, phải không? Như là thế thượng giảng ban đô thị giả, trần gian đạo đức quả như trang, là tất cả thế gian này lầu kho biết bao nhiêu tuần nhưng mà người cũng là không thật, mà chỉ có đạo mới là chân thật thôi. Cho nên cái câu mà buông là gì, xả là gì, đầu tiên tôi xin nói về từ ngữ rồi chúng đi sâu vào cái thân bạc. Chứ buông nghĩa là khi chúng ta nắm gì đó nhờ một người chỉ rằng phải buông. Chứ xả là bỏ, như tôi nói lần là xả là xả hàng, là hết tất cả trong màn kho đều xả hết, nên buông xả. Nhưng hai câu này nếu nói là một lý một cũng đúng, nhưng mà theo ý của đệ thì là phân tách ra hai. Nếu con người chúng ta buông mà không xả là chúng ta hưởng cái phước tiểu phước của tuổi thế gian và hai cõi trời. Còn nếu chúng ta hành luôn cái chữ xả là Thích Ca Mâu Ni. Mình nói như vậy thì cô bác anh chị em chúng ta nhiều khi còn thắc mắc tại sao nói là buông thì chỉ hưởng các phước tiểu phước ở cõi thế gian thôi, cõi trời thôi, mà nếu chúng ta hành luôn cái chữ xả là chúng ta Thích Ca Mâu Ni, hình như nó có mâu thuẫn phải không quý vị? Như thật chắc tôi xin nói một cách rõ hơn để chúng ta nắm hiểu. Và cái buông là thí dụ như chúng ta buông bỏ những cái gì, cũng như chúng ta bố thí thấy người bệnh hoạn, phải không? Nghĩa là chúng ta cho 500, 1 triệu để họ trị bệnh. Khoảng chừng là 5 bữa, 10 bữa hết bệnh. Người ta có rượu chè, người ta nói là 1-2 tiếng gì đó, mày hết biết mày nha, mày không nhờ 1 triệu tao là mày chết rồi. Mày đã bệnh, tao cho mày 1 triệu, bữa nay mày uống rượu mày lại nói này nó kia.
Bởi vì chúng ta bố thí mà chưa có dứt được cái tướng bố, nên nó còn kẹt trong cái dòng buông. Dạ. Cũng như bây giờ tôi dẫn chứng viên một chuyện, cũng như mà ông Lưu Dương cái đó hỏi Đạt Ma gì chứ, là tôi cắt bảy ha cảnh chùa, viết kinh, độ tăng, có phước đức, có công đức gì không? Quý vị biết rằng là Đạt Ma là tổ sư 28, nhưng ông nói không có công đức gì hết trơn. Nhưng nghe câu này ông chỉ thấy sao? Suốt cả đời là ông luôn như đến làm vua, các chùa chiền viết kinh, nghĩa là độ tăng, là nuôi tăng đó, mà không có công đức gì chán trời. Cho nên đạo pháp nó sâu xa chỗ đó. Nghĩa là lục tọa ông Đạt Ma ông nói rằng không có công đức, đó chỉ phước đức mà thôi, đó là cái tiểu quả của cõi trời và cõi người, nó như bóng như hình vậy, trong thời gian ngắn rồi nó sẽ mất. Vậy thì cái mà ông Lương Vô Đế, ông Đạt Ma nói vậy là nghĩ là ông nói rằng ông Lương Vô Đế buông nhưng chưa có xả. Bây giờ ông chấp ông có làm bảy ma cánh chùa, thì ông có chấp đặng có giết kinh, chấp đặng có độ tăng nuôi tăng, cái chấp đó chưa buông xả được, chưa buông được, chưa xả được, nên mới có đạt cái chữ buông thôi. Đạt chữ buông là ông sức ông làm gì đó, nhưng ông chấp là có ông làm. Thì cho nên là nếu mà khi mà nói đến cái chỗ mà công đức thì nó sâu xa hơn, nó từ bên trong. Nên mình lục tổ nói rằng là niệm niệm phát tánh là công, chân bình đẳng là đức. Nó như vậy là cái việc làm của ông Đương Vô Đế là việc làm ở bên ngoài. Nhưng tôi nói vậy là cái buông là vậy đó, nghĩa là mình xuất tiền bạc 5-10 triệu, 1-2 tỷ, đó là bên ngoài. Nhưng muốn tìm cái công đức là chúng ta tìm bên trong, tự thân chúng ta thấy, tự thống thân chúng ta rõ. Thôi giờ công đức chúng ta không bàn được, bị nó sâu xa. Giờ mình nói sâu cái chỗ xả. Đức Thích Ca Mâu Ni 49 năm Ngài nói tam tàng kinh điển, phải không? Nhưng mà cuối cùng khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói có câu một: 49 năm ta không nói một lời gì cả. Ủa sao thấy lạ không? 49 năm nếu nói về cái gì sự nha, là Đức Thích Ca Mâu Ni là thực hiện không biết bao nhiêu, dùng pháp mà để mà truyền pháp đó, pháp ta nghe thì biết bao nhiêu chúng sanh tu trong thời đó, biết bao nhiêu người chứng đạo, thì công đức ấy không thể tả được. Nhưng mà Ngài không nói một lời nào đó. Mới là Thích Ca Mâu Ni nói mà Ngài không chấp lên sự nói. Yeah. Phải không? Đức Thích Ca buông rồi xả luôn, ta không có nói, nhưng mà vì chúng sanh ta nói. Như lục tổ nói rằng các chư Phật thời đời trước vì chúng sanh nó pháp. Yeah. Chứ không phải Phật nói cho Phật nghe, chỉ nói chúng sanh nghe, nói rồi thì thôi. Nên do đó nếu chúng ta muốn Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta phải học luôn chữ xả. Nếu chưa học chữ xả được thì không thành Thích Ca Mâu Ni, chỉ thành là ông Lương Vô Đế mà thôi. Vì có trời hưởng phước tùy theo cái phước báo của mình. Vậy thì hai cái chữ là buông xả nó quan trọng, đại diện cho 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni trụ thế nói tam tàng kinh điển, và đại diện cho giáo lý thầy chúng ta 80 mấy năm thầy nói trên 20 vạn lời. Nếu chúng ta hành được chữ buông thì chúng ta hưởng cái phước thế gian có trời, nếu hành được luôn chữ xả thì chúng ta là Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa vì Phật pháp không sao nó hết được. Không? Anh cứ trình bày cho đồng đạo nghe đi anh, những cái phương công án để mình có thể buông. Mình thấy cái việc đó, thí dụ như bây giờ trong chỉ thực tế luôn, trong cái cõi trần mà chúng ta đang sống, còn cái thân vật lý này, tức là còn cơm ăn áo mặc, còn cơm áo gạo tiền, như vậy thì bây giờ đó mình muốn được thoát qua khỏi cái mà mình đeo bám theo cái vật dục ở thế gian này. Tại vì một khi mà mình đeo đắm nó rồi đó thì nợ gia đình sẽ đeo đắm căn duyên, hay hoặc là bệnh rịnh đời sẽ cực khổ tang thương, thì bây giờ phải buông làm sao? Nó có cái công án đó đó anh Nam. Yeah. Thì bây giờ tôi cũng tính nói công án đó. Yeah. Bởi vì anh em cũng trao đổi vụ nhiều. Như tôi buông một số nào đó thôi. Yeah. Còn một số nào để chúng ta trưng dụng trong cuộc sống. Yeah. Thì đó cũng hay, nhưng mà vừa rồi thì Đại Nghĩa nói đó, đặt cái hỏi nó cũng hay. Yeah. Chứ bây giờ nếu mà tôi có đồng tôi buông hết đồng rồi sao đây? Rồi sao sống? Rồi sao sống? Thân này mà buông hết. Nhưng mà nó đi nói lại. Yeah. Đạo Phật là chỗ giải thoát như gì đó. Yeah. Nhưng mà giờ ta phân tách từ phần, ta thấy buông như thế nào. Dạ. Để cho tất cả anh em chúng ta thấy được, học được
làm sao được. Tại vì Đức Phật thầy chúng ta có nói nè, Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta quy ta phải tu theo cách nấy. Dạ. Đây là cái cơ bản hai câu này mình phải làm. Dạ. À, vậy thì bây giờ ngược dòng lịch sử, Thích Ca Mâu Ni là một ông trưởng giả, một lần là thỉnh Đức Phật Nhiên Năng đến để là cúng dường. Cái nhân đó Nhiên Năng là thọ khí cho ông 91 kiếp sau, ông tu thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì bây giờ khi được Phật Nhiên Năng thọ ký 91 kiếp, thì chúng ta có đọc qua nhiều lịch sử, kiếp thì Ngài làm vua, kiếp Ngài làm người dân thường, kiếp người nghèo khổ, kiếp Ngài là thú vật chân dân, nhưng mà những kiếp nào Ngài có lòng từ bi hết. À, nhưng giờ tôi kể cái mẫu chuyện ngắn nhất là trong cái tiền kiếp của Ngài, là một hôm Ngài là một vị nông phu nghèo, có một người vợ, là hai chồng chỉ sống qua cái chỗ làm bằng mướn thôi. Hai vị nông phu này, người nông phu này khi có người vợ về lời cứ quanh ngày suốt tháng suốt năm chỉ làm biết làm mướn để về nuôi vợ. Khi vợ hay người vợ là có mang một cái bầu thai thì ông ta thấy cũng gầu buồn, không biết mang bầu thai này rồi sinh đẻ ra làm sao, rồi nuôi lớn làm sao. Mà khi có bác biết rằng sau khi mà người vợ sinh ra rồi, cái ông nông phu này ông thấy được cái đứa bé, đứa trẻ mà nó chào đời nó nhỏ xíu, thì ông thấy ông đắc đầu. Nó cái thứ này nuôi tới 18 năm sao nuôi nổi, phải không? Nhưng vì bổn phận làm cha đó, thì ông mới nói một câu gì, ông nói thưa này bà, hôm nay tôi sống với bà cũng mấy năm, vợ chồng cũng thuận thảo, cũng lo làm ăn trong cuộc sống, nhưng hôm nay bà đã sanh nở rồi rồi thì tôi thấy đứa bé này sao tôi vô cùng bồi hồi sợ sợ. Nếu đây tới 18 năm biết tôi còn sống được không? Bây giờ tôi sẽ mang một số tiền để lại cho bà nuôi đứa con nữa, tôi đi tu. Thế cái cảnh hoàng này, cảnh này chắc tôi không sống nổi. À, như vậy thì bây giờ cái ông nông phu này là sốt sắng để lo làm ăn, kiếm một số tiền để lại cho cái người vợ và nuôi đứa con. Nói như vậy thì bà vợ cũng đồng ý, mới nói rằng là chàng nói câu đó thiếp đồng ý liền. Tại vì chàng có tâm hồn là giải thoát xuất gia ra khỏi cõi ta bà đau khổ của trượt này, nên do đó như thế em đồng ý. Nhưng mà chàng nên nhớ rằng em là người mới sanh, nếu mà chàng đi rồi thì làm sao em nuôi này được, sao làm sao một mình em nuôi nổi đứa con này. Thôi chàng để chờ cho thiếp qua đến thôi nôi, nghĩa là qua cái thời gian mà nó mạnh khác lên rồi đó, nó mạnh được mà nó đi được vững được đó, thì chàng đi tu, thiếp sẽ đồng ý cho chàng đi tu. À, kính thưa quý vị, sau khi mà cái ông nông phu nghe bà vợ nói vậy thì ổng đâu từ chối được. Thôi giờ em nói vậy thì anh cũng đồng ý rồi, nhưng mà em phải giữ lời. Vì biết không, sau khi mà nuôi đứa con cứng cáp lên, ông này, ông nông phu quyết tâm là làm để số tiền cho bà vợ sống, để ổng đi tu. Nhưng mà thời gian rồi lụi hụi để đến là thôi nôi, là giáp năm. Khi ăn thôi nôi xong thì là cái ông nông phu nói thôi, lời hứa của nàng đã đến hôm nay là đến cái kỳ. À, như vậy thì thôi, nàng đã hứa đúng, thì anh làm tròn bổn phận đối với người cha, người chồng. Hôm nay anh xin đi. Chàng ơi, em có nữa rồi. À, như vậy thì biết rằng sau khi trong thời gian mà khi người nông phu này nghe người vợ nói là em đã có nữa rồi, đã có mang rồi. Vậy làm sao nếu có mang rồi thì đi thì nó lỗi đạo. Ông nông phu này cũng cần cụ làm ăn, cũng dành số tiền cho người vợ sống trong thời gian, nhưng mà rồi cũng thời gian trôi qua, ngày tháng sẽ đến, sanh nở nữa. Thì cũng tiếp tục vậy nữa, ông xin đi xuất gia tu nữa, nhưng bà vợ cũng nói rằng vậy thôi, chờ đến cái chỗ mà thôi nói đại tháng thì anh chàng đi mới được. Vậy mà thì dòng cái do này nó qua đến tới nhiêu biết chưa? 7-8 năm. Khi một hôm mà bây giờ thấy rằng là cái vị nông phu này chiếc chuyên môn đi làm mướn không, đâu có ruộng đất gì, 20 tuổi chứ phản chừng 40, mà 40 phản chừng 50-60, tại vì đi mằng mướn không. Ta chân thì cần gọi nắng táp mưa gió vân vân, nên như đó ông trở về như là ông già.
Khi một hôm ổng đi mằng mướn về rồi, ổng mới cảm thấy rằng hôm nay thôi lâu quá rồi, mình tắm rửa xà bông cho nó sạch sẽ bữa. Khi tắm xong xà bông sạch sẽ xong xôi, ổng lên ổng soi gương quá vậy. Ông soi gương ổng thấy rằng bây giờ hôm nay ổng khác với 5 năm về trước, 10 năm về trước. Lúc trước mình đâu có nhà tóc bạc, bây giờ đã có nhà tóc bạc rồi. Trên đầu nó có tóc bạc rất nhiều. Ông nó giật mình. Khi thấy trên đầu có một nhà tóc bạc, nó giật mình rằng mỗi hôm nay nếu mà mình sống theo gì vợ, vì con đằng kiếp này chúng ta phải lưng trầm trong ba nẻo, phải cắt tóc, phải mau lên, lúc này không còn thua vợ hay là không còn nói cái gì với vợ, ôm rối ban đêm trốn đi, bỏ lại một bầy con và một người vợ hiền. Bây giờ nói rằng trên đầu có tóc bạc tất nhiên là cái số hiệu báo là mình sẽ đến cái ngày đã già rồi. Nếu già sao già phải bệnh, bệnh phải chết. Nên do đó ngày nếu mà lỡ đi cơ hội mình được làm người, mà nếu mình chết rồi thì đó là vô cùng khổ sở. Nên ngài phải liền bỏ xuất gia trốn đi tu. Thì trả lời câu chuyện trên để nhắc nhở chúng ta, hôm nay chúng ta màng có tài sản, có tiền, có bạc, biết rằng ai cũng phải nuôi thân. Mà Đức Thầy có nói đó, ai cũng nuôi thân, thấy không? Nó như vậy thì bây giờ mà người hiểu đạo, biết được cái thân này là tạm mượn trong thời gian học hỏi, nên lo vừa trần, không có ích kỷ, vừa lo cho đời, vừa lo cho mình, vừa giúp cho đời, khi bỏ cái xác cho được cái khác. Đó, thấy không? Vậy thì hôm nay là mình bổn phận, mình là người chồng, người cha, thì mình phải làm sao có phương tiện để cho con cái nó sống. Nhưng sống rồi phải suy nghĩ lại mình. Ngày xưa tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni 91 kiếp là ngày khi kiếp nào bất cứ lên trên đầu thấy có nhà tóc bạc là ngày để tu. Dù làm vua hay làm quan hay là cái gì là ngày khi thấy trên đầu có một nhà tóc bạc, ngày liền đó, đó là một lá thơ đầu tiên gửi cho ngài biết là ngài đã già rồi. Mà hôm nay mình thì thật chắc ra nó cũng khổ, trên đầu có nhà tóc bạc thì biết sao không ta? Đi ra mua thuốc nhuộm hết bạc rồi. Nếu đau ra bác sĩ chích mua thuốc là hết đau rồi. Nên do đó mình cứ mãi quay quần trong cái danh lợi tình, thấy không? Nên do đó chúng ta hiểu lầm đi, chúng ta nói mình sống hoài, sống mãi, nhà này của mình, ruộng đất của mình, tất cả đều của mình, mà không biết rằng Đức Phật cho đó là giả tạm, đó là vô thường, nó không thật với mình. Nếu những cái này, cái cảnh này là thật của mình thì nó đâu có bị tan rã, đâu bị tiêu theo thời gian. Đó. Nếu mà thật của mình sống hoài, mình đâu có chết, đâu có bệnh, đâu có đau. Tất cả dạng vật là vô thường, nó không có thật với mình rồi. Mình nhận được như vậy thì mình vừa lo cho mình, vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời, khi bỏ cái xác này được cái khác thôi đó. Thầy nói bằng cái nói một cách rõ ràng cho mình rồi. Còn người không hiểu đạo bo bo, nó giữ theo cái lối ích kỷ mê lầm. À, vậy thì hôm nay là mình phải thấy rõ được cái bổn mặt của cái cõi thế gian này. Mà đó thầy nói là thế trần tạm giả. Nó gạt đời ta, nghĩa là giờ nó gạt mình kiếp này nè thì thôi đi, biết rồi buông không cũng nắm nữa, rồi qua kiếp sau kiếp nọ, mà đến thời gian đi từ khi nếu nói xa không xa thì từ Thích Ca Mâu Ni đến 2666 năm, Đức Thầy chúng ta hôm nay gần 100 năm rồi, mình bao nhiêu kiếp rồi, nó gạt mình nghĩa là không biết bao nhiêu. Hôm nay là không lẽ mình để mình thua nó gần nữa sao? Mình phải mạnh dạn làm sao đừng cho nó gạt. Thì bố mặt mình biết rằng sống trong cuộc sống này chúng ta ai cũng lo thân, ai cũng lo nhà cửa, nhưng lo chừng mực vừa đủ ăn thôi. Không để một số rồi chúng ta bao nhiêu đó, chúng ta phải làm bổn phận trách nhiệm. Bởi vì từ bi có đừng quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Từ bi là tình thương, nếu không có tình thương sao thành Phật được. Muốn thành Phật phải có từ bi, phải có xả hỷ xả. Mà không có từ bi thì đâu hỷ xả, phải không? Nên do đó chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải học theo hành Phật. À, Phật theo cách nào đắc đạo dạy ta? Vì mình thấy là cái lịch sử của Thích Ca Mâu Ni thấy biết rồi đó. Ta nhìn chỉ là một lần một đi ra khỏi đền đài, buổi đầu tiên gặp những chuyện gì? Gặp cụ lỗ tay nâng cây trắng mà dài xuống đó, ta gặp có là sanh lão bệnh tử tư tu rồi. Còn mình đây bây giờ sao? Xuống nhà thương gặp ta chết khiên bằng là dọc dọc vô nhà xác thì thấy không biết bao nhiêu, nhưng thấy rồi chút nó quên tâm mà, thấy không? Bây giờ thấy nhiều quá rồi nó quên, ở đó sợ thiệt, nhưng về nhà rồi thì thấy chết sợ tu.
không? Về muốn là ôm một cái cặp táp, một bộ đồ lên núi tu, nhưng mà về phải danh cái năm dành, về nhà thấy lợi nhiều quá nắm lợi, thấy vợ đẹp quá thôi đi không được, ở lại thời gian nữa, nên ở tới giờ nè, mình ở tới giờ như hôm nay phải mạnh dạn, phải cấp tốc lên, phải đứng lên. Nếu không mạnh dạn, không cấp tốc là coi chừng chúng ta sẽ bị gạt nữa, bị xuống dưới nữa. Hạng bốn, hạng bốn. Nên Đức Thầy có nói là trong khi các trò còn nằm trong biển mơ sông khổ, thường bị chiến nghiệp nhiều đời làm cái linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, lên lên xuống xuống, thấy không? Ấy cũng tại lục căn sẽ đắm lục trần, ý thức lầm lạc nhận cái thắng ưu trượt lệ thật của mình, cùng cuộc tình duyên tồn tại vô sai. Nào hai thân vô thường tạm mượn, phải không? Còn cõi trước thì linh hồn luân chuyển bao đời, hỏi cái gì chứ biết bao nhiêu. Chúng ta vừa gán tu vừa biết đi, mình làm thú, làm người, làm cỏ, làm cây, làm đá, không biết bao nhiêu. Nhưng mà kiếp này không tu là khổ à. Kiếp này nếu mà lần này lần cuối cùng rồi, nếu không tu vô chừng là khổ, nên là không còn lần nào để cho người ta thức tỉnh. Kỳ xá tội nay còn một lúc, lúc một à, chứ không còn lúc hai, lúc ba, lúc tư. Bị hạn quân đây đã hết đời rồi, cái lý tâm quân này nó đến rồi, nó hết rồi. Từ cái hạn quân qua trận thượng quân hỏi cái gì chứ bây giờ. Hôm nay nếu chúng ta vào một cái mà trường, hôm nay giờ như giờ thí dụ như giờ cái trường đại học ta đang thu là người là thi đến chỗ đại học, đã được đại học, nghĩa là ta thi tốt nghiệp ta đậu rồi, ta vô đại học thì ta được quyền vô, còn mình vô được không? Dạ đâu có cách, đâu có giấy tờ mà vô. Thì đứng ở ngoài, đứng ngoài gặp người gì nhà, thấy không? Thì hôm nay việc từ hạng quân qua thượng quân, nếu thấp nhất là hạng quân mà qua thượng quân, nếu chúng ta không có mặt thượng quân thì đâu chúng ta đi đâu? Đi xuống dưới á. Thấy không? Luân hồi à? Thì chúng ta có hai đường, linh hồn chìm đắm chúng đây hả? Chúng ta có hai con đường, một là lên, hai là xuống thôi, chứ đi đâu giờ? Như vậy thì hôm nay nếu chúng ta lãnh con đường nào, phải không? Thiên đường lối chẳng quen, cũng môn không cửa mà hè nhau đi, nghĩa là đi mà hè nhau đi mà che không lỡn, cửa nó hẹp xếp không có cửa mà che cửa xô vô để đi vô, biết gì trốn nhà ma chen chúc quá kim đông. Thì hôm nay mình phải cố gắng mạnh dạn, mình rất may mắn, mình rất hữu duyên, duyên đình có được khủng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phận, hôm nay chúng ta có duyên lắm rồi đó. Kiếp trước chúng ta là gặp thầy chúng ta dưng bát nước, hay là một bộ đồ, hay là một miếng ăn, hay là một vật gì đó, chúng ta có cái duyên rồi. Hôm nay chúng ta có duyên rồi, chúng ta gặp Đức Thầy cả đời nè, phải không? Duyên đành có được khủng biên chẳng qua cái chức thiện duyên không phần. Hôm nay đã có duyên rồi, nếu chúng ta không tạo cái duyên nữa, có chừng mình mắc cái duyên này luôn, mắc duyên này rồi làm cây làm về, làm bùn làm đá, chơi chọi giữa trời dạng kiếp thu đó. Nên hôm nay nếu mà chúng ta không tu là chúng ta sẽ khổ. Giờ kính thưa quý vị, thời gian thì mình chỉ ngắn gọn trong cái buổi gặp gỡ hôm nay để lưu kỷ niệm và trở lại cái phần kết. Nghĩa là buông xả. Buông xả là gì? Thì tôi trình bày cho gì vừa qua đã biết đó. Buông là buông ra những cái gì mà chúng ta đang có đó. Những cái không có không buông nha. Có tiền, có bạc, có danh, có lợi, có tình, có tham sân si phiền não. Giờ mình nói vừa nãy giờ là mình đã buông qua cái chỗ là vật chất, tiền bạc. Hôm nay chúng ta kẹt lắm chị ơi. Nghĩa là khi chúng ta bố thí 1 triệu Nguyễn Văn Hường ghi trên bảng, đó nó kẹt lắm. Cũng tốt chứ không phải là không. Nhưng mà thật chắc nó chỉ hưởng cái phước ở, tiểu phước ở thế gian của trời thôi. Nó như bóng như hình thôi. Do đó chúng ta phải mạnh dạn lên, phải đi thêm một bước nữa, là cái bước sau là cái lý đó, là xả. Buông ra rồi mà chúng ta không còn thấy mình là cái người bố thí, không chấp cái người thọ thí. Như lỡ mơ này mốt nọ nó mạnh dạn lên rồi, nó là chữ mình cũng như vậy, A Di Đà Phật, làm xong bổn phận thôi được rồi. Đúng rồi. Phải không? Mà nếu thầy nói nè, giúp đời đừng đợi trả ơn. Đúng phải không? Miễn trần bổn phận thấy hơn bằng dạng, thôi làm xong bổn phận. Nếu được cái gì là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đó. Hôm nay nên bây giờ trong cái chỗ này, nếu chúng ta học được cái chữ buông thì nên học được chữ xả. Phải gán học lên, chữ xả nó hay lắm. Mà Đức Thầy nói là Ngài không chấp một pháp môn nào trong trần thế, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần. Cái đó là hai Ngài không chấp pháp nào trong trần thế chứ.
Hôm nay mình vừa hôm nay mình dính thấp này, vừa hôm kia mình dính thấp đi. Nên cho đó người ta phải buông đi, buông ra rồi sẽ xả bỏ. Thì từ đó các bậc thánh nhân, A-la-hán, Bồ-tát, Phật thì đều có chỗ buông xả hết. Giống như mà mình nói là nếu thời gian dài mình kể mỗi chuyện ông bằng công cứu sĩ. Thôi được rồi. Thấy không? Mình chỉ, đó mình chỉ nói lên cái danh từ là cái mẫu chuyện ông bằng công cư sĩ thôi. Là cư sĩ nó đại diện, nó là đại diện cho tất cả cư sĩ còn lại. Yeah. Phải sẽ học theo cái tánh ổng. Rồi hai nữa là mẫu chuyện của ngài Di Ma cũng là cư sĩ. Yeah. Thấy không? Chúng ta phải cố gắng những hạnh cư sĩ đó chúng ta học. Bị mình đang nằm là cư sĩ thì học qua cái hạnh tu hành của các ngài để chúng ta làm sao đạt được đạo chỗ đó. Phải không? À, như vậy thì thôi bây giờ mình để hội trường cho các anh em khác. Không, cứ kể được, kể không sao nó hết được qua cái chỗ mà trình bày. Đó, nhưng thì mình để đất đại khái thôi. Đó. À, như vậy thì bây giờ đã trở lại phần kết luận thôi. Bây giờ hôm nay thì cũng có hữu duyên. Không nói gì cơ, là im lắm rồi. Là hữu duyên gặp được anh em trong cái bàn tròn này. Đây là cũng một cái rất là hay trong cái đạo pháp. Tại vì là mình là càng học, càng tìm hiểu, càng thấy dở, càng học càng thấy thiếu tất cả hết. Nên do đó nếu mà gặp anh em trao đổi qua những cái lời vàng chỉ ngọc của Đức Thầy để tôi lấy đó làm kinh nghiệm, làm một cái cơ sở cho trên cái đường tu hành của chúng ta, thì trong cái sự mà trao đổi tìm hiểu hôm nay có được đóng góp phần nào, coi cái chỗ nào dư thiếu sao đó để cho anh em mình có một cái phần đàn tốt hơn, nó đúng theo bố cục luôn. Thôi đến đây xin dứt lời Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bệnh nói vậy cũng hay lắm rồi. Hết nổi rồi. Nó hết. Cái gì cũng vừa nghe được cái tâm tình của Quỳnh Nam. Thì sau đây thì cũng một và một vị huynh trưởng. Chúng tôi cũng thấy mặc dù thân anh thì bước vào cái giai đoạn bệnh tình thì cũng nhiều. Nhưng mà đối với bệnh tình, dù cho có làm cho anh thổn thức đi chăng nữa thì cái tinh thần đạo đức của anh cũng vẫn giữ chuẩn mực để cố gắng hành trì. Và ngay cái lúc này thì quý vị biết là cái thân của mình đó mà, ai cũng phải thương thân. Cho nên mãi lo o bế sửa sang dồi mài, cạo gọt cưng nó giữ nó, tích trữ cơm tiền cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tiền thanh sắc cho nó vui. Đó là cái nghiệp chung của thế gian. Nhưng một mai mà mình hiểu được như Đức Phật rồi đó, mình vàng thái tử mà còn bỏ dốc ngọc đông cung tức phế liền, xem nó hỡi người mau lập chí tu hành phá nhớ giữ trung nguyên ấy, thì lại là một cái công nghiệp rất là lớn trong cuộc đời của mình. Vậy thì hôm nay đứng trước cái thực trạng mà bây giờ đó, thì anh Tư sau những cái ngày tháng mà mình dân du nơi thế gian này đó, để làm tròn trọng trách của một cái người mà khi đến cái cõi ta bà rồi bây giờ đó thì thân đi vào trong cái chỗ là nó sẽ hoại đó, bởi vì dương mang bệnh tật đó, thì hãy bệnh tật đó thì sao già, hãy già thì sao chết. Đó là quy luật mà trong thập nhị nhân duyên Đức Thầy đã nói rõ. Hay trong bốn điều sanh lão bệnh tử thì Đức Thầy cũng đã giải thích rất là rõ. Vậy thì đứng trước thực trạng này, thân nó có đàm đau nhất ha, nhưng mà đối với cái người mà biết đạo rồi thì anh Tư có thể trình bày cho em biết coi bây giờ anh có lo lắng gì nhiều không, hay phải nghe lời Đức Thầy dạy dỗ đó để rồi chúng ta cố gắng giữ y cái công án đó, kiên định cái đường hướng trong cái lập trường của mình là quyết về cõi Phật đó, thì chúng ta phải lập thân cõi trần đó, hay hoặc mãn kiếp hồng trần thì chúng ta sanh về lập quốc, giữ được cái nhân tịnh độ ở nơi thế gian này để chúng ta hưởng lấy cái quả niệm Phật thanh nhàn ở xứ tịnh kia. Vậy thì em cũng lâu mới lại tham vấn với anh một lần để rồi anh trình bày về cái công án tu tập của người cư sĩ tại gia đã nương theo giáo lý của Đức Phật Đức Thầy để chúng ta sống cho nó tròn cái bổn phận của mình phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm lại cái chân tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và tất cả toàn thể anh em trong đạo hội kính mến, hôm nay cũng là một cái nhân dịp mấy đệ cũng như đệ nghĩa Sáu Dũng Năm Mường này kia mấy anh em thầy tuổi trở về cái tư gia của tôi là lý do nghe tôi bệnh cũng nhiều. Vì thế mà trên cái tinh thần tương trợ lẫn nhau, coi như con một cha
dìu dắt nhau vào con đường đạo đức. Vì thế mà đến đây để thăm lơm, trước thì sự thâm tình để thăm lơm, nhưng sau đó là một cái món ăn tinh thần khích lệ cho trên bước đường tu của chúng tôi. Với lời thành thật của chúng tôi thì thành thật đứng trước mọi cái cảnh tình mà đồng đạo để dành cho chúng tôi thì xúc động vô cùng. Với tình thương cao cả thì chúng tôi không biết nói gì hơn. Chất nhất cũng gửi đến quý vị lời chào mừng kính cẩn và sự biết ơn sâu đậm nhất của quý vị đã đem đến cho tôi. Và thưa quý vị, hôm nay cũng nhân dịp mà anh em đến thăm thì bây giờ chúng ta là cái người hành đạo, người tu thì bây giờ phải ngồi nhau để bàn luận việc tu chứ có gì đâu lạ đó. Người ta thí dụ ta kinh doanh hoặc người ta làm gì khác thì gặp nhau ta bàn việc đó, còn mình là người tu hành hiểu được đạo lý thì gặp nhau cứ bàn để nhắc nhở nhau mà tu hành. Vậy thì ở đây quý vị vừa qua đệ nghĩa có hỏi tôi về cái cảm nhận cái cuộc sống của mình ở tại thế gian mang cái thân ô trượt đầy đủ thứ kiểu cái cam go khổ não, và trên đường tu mình phải nghĩ như thế nào và triệt hành để khi đến ngày cái phút lâm chung cái tư tưởng và nó cái linh hồn mình được siêu thoát ra cái khỏi sự ràng buộc của thế gian này nữa. Mà đa số hồi trước giờ chúng ta tu nhiều chứ thật ra nó giả trong lòng nó cũng chưa buông được. Dạ. Rồi cái khổ mà mình cũng chưa buông cái khổ cái nắng hoài nên cái khổ ấy nó vẫn đeo đắm tới ngày nay. Dạ. Mà có thể tôi nghĩ rằng cảm nhận rằng nó cũng có nhiều kiếp trước á, mình cũng tu vậy đó, tu lớp vậy đó, rồi cái khổ như nó dính chính hoài, nó cho dứt. Thì hôm nay vậy thì để phần cốt yếu dắt nó cốt vào trong cái việc tu hành. Vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta được may mắn được trong cái buổi hạ quân hạ mà được gặp Đức Thầy Lâm Phàm, mà Đức Thầy là một vị Phật vì lòng thương chúng sanh đang bị cái cánh ngọ cái cảnh khổ não sắp hồi dướng vào cảnh khổ não sắp tới khổ đến nó dồn dập trùng trùng điệp điệp, nên vì thế vì lòng từ bi ngài không để an nhiên mà ngồi nơi cái niết bàn tịch tịnh mà phải lâm phàm, nên xuống đây rất nhiều cảnh gai go, nhưng vì lòng từ bi ta chịu khổ khổ cho ba tánh nên ngài không quản sát thân của ngài. Vì thế vậy thì trong cung hải quân ngã này chúng ta cũng được may mắn được gặp Đức Thầy, xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Theo cái nguồn gốc của Đạo Phật, cách đây là 2.600 năm rồi. Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là ngài xuất gia đi tu lúc là còn Sĩ Đạt Ta. Mình vàng thái tử không còn bỏ nữa. Dốc ngọc đông cung tước phới liền, xem đó hỏi người ma đập chí. Tu hành khá nhớ giữ cho nguyên vị thì ở đây do sự ngài nhận cái Sĩ Đạt Ta, ngài nhận được cái khổ sau khi dạo bốn cửa thành, nhận được cái khổ này mà ngài muốn tìm cái con đường giải thoát ra cái cảnh sanh già bệnh chết này, trước là cho ngài, sau cho tất cả chúng sanh, nên được tức là ngài đã thoát mình rồi, nó bị chánh pháp bị lệch lạc nhiều rồi, sự nó sai trái và sự tu hành nên mình nó chưa có đúng, nên vì thế mà Đức Thầy là một vị kim sơn Phật, ngài giáng lâm trong buổi hạ quân.
Để gì? Để chấn hưng cái nền Phật giáo. Ta thừa dương sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới triển khai đạo Pháp. Nên hôm nay đó, nên là chúng ta mà được may mắn trong buổi hạ quân hạ này cũng có duyên. Chứ thật duyên cũng có duyên một chút xíu đạo Phật. Đó mà hôm nay chúng ta được gặp Đức Phật, tức là Đức Thầy, để đây để truyền chánh pháp, dạy chúng ta cách tu hành. Đúng. À. Bây giờ Thầy cho biết nè, nay gặp gốc, phải mở tiền gốc. Gốc gì? Không phải là gốc lâm dồ. Yeah. Gốc cây to. Đây tức là muốn nói cái gốc, nguồn gốc của đạo Phật, mà của Đức Thích Ca Mâu Ni ngày trước đã đi tầm đạo để giải thoát cho Ngài, giải thoát cho tất cả những nhân sanh. Vì hôm nay Đức Thầy, ta thừa dương xác định Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. thì hôm nay chúng ta được gặp Thầy rồi, thì được nghe được giáo lý là có duyên lắm mới gặp. Không duyên khó gặp con ơi. Yeah. May mắn được gặp duyên lành. Bởi vì trong cái kinh Niết Bàn, trong đó Đức Phật có thuyết là cái người có nhân duyên, muốn có nhân duyên đạo Phật không phải là dễ, mà được gặp cái chân lý, nghe lời kinh giảng của vị Phật đó, mà được nghe mà tin sâu, mà tu hành cũng không phải là dễ. Cũng như Đức Phật kể, ví dụ ở một cái biển rộng lớn, có một con rùa mù, mà trong đó có một gốc cây, bọng cây mà một năm á, tức là cái bọng cây này từ Bắc sang Tây, tức là nó trâu dạt vậy đó, một cháy qua một lần một. Mà trong con rùa mù á, ở giữa biển sâu mà mai á, mà chòi lên mà đúng bọng cây á, mà gặp bọng cây đó, mà dớ vào bọng cây, mà chui vào đó, thì con rùa mù này sẽ được tiếp vào bờ được. Mà quý vị, thật ra khó. Bây giờ một năm chỉ là con rùa mù chòi lên một lần, mà bọng cây chỉ là chối một lần à. Mà được gặp đó mà chui vào. Vậy thì ở đây, kính thưa quý vị, Đức Phật lúc nói là một cái lý nhân duyên, mà sau khi mà chúng ta đã đầu sanh trải qua nhiều kiếp, mà một kiếp mà đến gặp được Phật không phải là dễ, giống như con rùa mù mà chòi lên mặt nước mà gặp bóng cây không phải dễ đâu. Yeah. Mà được gặp chòi bóng cây mà phải chui vào bóng cây nữa, tức là muốn nói là khi mình gặp Phật rồi, tin theo Phật, tin cái chánh pháp của Ngài mà tu hành để qua cái biển khổ sanh tử không phải là việc dễ. Nên hôm nay bây giờ anh em chúng ta ngồi đây ha, sẽ thấy điều có nhân duyên trên đó. Trong buổi hàng quân này mà gặp Đức Thầy, mà tin bây giờ anh em cũng tu, kẻ tu ít người tu nhiều, kẻ người tu cao người tu thấp, đều có nhân duyên cả. Vậy thì hôm nay thưa quý vị, chúng ta đã có một niềm tin sẵn rồi. Yeah. Đức Thầy rồi, và chánh pháp của Ngài đã dạch rõ chúng ta tu rồi, không còn sợ lệch lạc nữa. Yeah. Đó. Nãy gặp gốc rồi, gặp chánh pháp rồi. Nên vì thế mà bây giờ nè, chúng ta nhất là nói về anh em cái cư sĩ tại gia, cũng nhiều cái công ăn việc làm, tu như các vị thiền sư rồi trước, mà vào gần sâu núi thẳm ngầu tịnh thì nó khó lắm. Yeah. Đó. Vì thế mà hôm nay Đức Thầy là vị Phật, mỗi khi lâm phàm đã quán xét căn cơ của chúng sanh trong thờ cái buổi hân hương này, Ngài đưa pháp là tại gia cư sĩ và Phật tu nha. Yeah. Nên phương pháp đó chúng ta phù hợp, pháp hợp hợp cơ là pháp diệu. Bởi vì Thầy cho biết là Thầy tùy phong hóa dân sanh phù hợp. Bây giờ chúng ta đã hàng cư sĩ, chúng ta bây giờ chắc có nhiều người nói bây giờ cái tu, bây giờ tu xuất gia nó khó quá, gia đình kẻ thì hai ba đứa con, cha mẹ tôi cũng già yếu, còn cái công ăn việc làm mà không ai nuôi dưỡng hay nhiều duyên cớ lắm, không nó ràng buộc cho mình nhiều lý do. Trước nhất, trước là mình cũng bào chữa cho mình, hai nữa là mình kẹt vào cái nghiệp đó nên mình không thoát ra được. Yeah.
Nên đạo Phật từ xưa đến nay luôn phân làm hai hạng, một hạng xuất gia, hai tạng gia. Nên Đức Thầy dùng cái pháp rất là diệu diệu thâm thâm, chuyển cái người ở tại gia biết tu hành giống như người xuất gia diễn mới đọc đó chứ, không? Đạo Phật ngày xưa mỗi lần phải người vào chùa ôm bát đi tu xuất gia, còn này bây giờ Phật giáo mà hẳn trước ở tại gia, ở tại gia tức là chùa tại gia luôn, xuất gia luôn, biến gia thành tự luôn, vì lý xuất gia biến nhà thành chùa để tu xuất gia tu tại gia nên, đi đâu. Nên bây giờ cái chương trình mà Đức Thầy đưa ra rất phù hợp với căn cơ chúng sanh sẽ vũ hạn hơn nè. Kẻ cao cũng, căn cơ cao tu cũng được, mà thấp thổi tu cũng được. Yeah. Vậy thì ở đây Phật Pháp có rất nhiều pháp môn. Vậy thì chúng ta tu theo giáo lý Thầy, mình phải chọn cái pháp nào nha, để phù hợp với căn cơ của mình. Mà tu cũng như vừa qua đồng đạo Nam Hường trình bày, có nói là chọn cái phù hợp cái căn cơ, còn giữa đêm khác, chọn khác nữa. Bởi vì Phật Pháp chứ 84.000 pháp, chứ không phải một pháp. Đức Thầy ra đời dạy rất nhiều, rồi Ngài dạy cho cái chi tiết từ cách làm ăn, từ cách sống, từ cách ăn nói, cử chỉ hành động của cái người tu hành. Nên Thầy nói em cho biết nè, dạy cho mình đối với mọi hoàn cảnh và cái người sống ở trong đất nước, phải tức là bảo vệ đất nước, là phải trung thành đất nước. Bởi vì chúng ta đó là nằm ở trong một trong cái tứ anh, nên chúng ta phải sống tu hành, tuy vừa ăn vừa làm lo, mà vừa lo tu hành, mà cũng phải để góp một bàn tay Nhật để xây dựng bảo vệ cho đất nước mình được yên tĩnh. Nếu mà đất nước chúng ta bị ly loạn thì chúng ta không được yên đâu. Vậy thì quý vị biết bây giờ chúng ta chọn nhất trong cái pháp tu. Bây giờ có nhiều anh em thì ta chọn pháp đi làm phước làm thiện, tất cả mọi cái việc khả năng việc hành thiện đều là tốt cả. Nhưng còn đặc biệt mà cái người muốn tu giải thoát phải chọn cái pháp tu giải thoát. Vậy gì? Thì anh hôm nay anh chọn cái pháp gì theo cái anh tư nghĩ là vậy? Thì ở nay muốn chọn pháp này chúng ta phải suy nghĩ thế này, vị thầy: phù sanh vượt mộng đợi đau khổ, nghe không thầy? Tức là cái phù là nổi, sanh thì sanh sóc, nhược mộng như giấc mộng. Cái cuộc sống chúng ta trải qua cũng như anh em mình năm mấy 60 tuổi trơn rồi, mình đã nếm thế gian rồi, cũng như giấc mộng, nhớ lại giấc mộng chim bao thôi, nó qua rồi. Hồi đó còn trẻ, bây giờ nó già rồi, không? Răng thì nó rụng hết rồi. Bởi vậy ông Nguyễn Công Trứ ông Nguyễn Phiến ông viết cái câu khi ông trách nhiệm với tôi già, ông nói: mới hồi năm trước tuổi thơ ngay phút chốc mà già để đến đây, mái tóc chòm đen chòm đớm đớm, hàm răng chiếc rộn chiếc lung lay. Nên mình nghĩ cái cuộc đời của mình nó đã chinh xế, già thân bây giờ đau bệnh ha, cũng như đại hỏi tôi đau bệnh ốm đủ thứ, hết bệnh này bệnh tới bệnh kia. Và Đức Thầy đã diễn trong cái đoạn thứ ba: ma bệnh làm nhân đeo hành phạt, sát thanh ô uế, bở thời thế chuyển xây biến thể, thêm uống ăn chẳng được gì hòa. Thời thế nó xây đủ thứ rồi, nỗi bây giờ cái khí hậu nó thay đổi rồi, mình cũng bệnh luôn rồi, ăn uống không điều hòa. Vậy thì ở đây mình quán xét cái tuổi vô thường của mình, đừng có chậm chờ nữa, mà thở ra không hít vào được là rầu của cải để tạm sống ở thế gian mà thôi. Vì thế mình chúng ta phải chọn con pháp tu để nửa sau mình đừng có trở đây nữa, trở cảnh này nó khổ quá, sanh già bệnh chết. Ai không muốn trẻ hoài đâu, ai muốn già đâu, ai muốn bệnh đâu, quý vị có muốn không? Đâu muốn đâu. Mà ngặt cái định lực vô thường, chúng ta còn nằm trong cái cảnh khổ luân hồi, còn tham tánh thế gian thì sau khi thác
trở lại thế giới. Nên hồi trước giờ mình cũng còn mê đó, biết tu mà còn mê đó, bây giờ còn trở đây. Mà may mắn được trong cái buổi ông ngôn ngã này, đầu sanh là người, chứ không phải đầu sanh chỗ khác nữa. Đi cho mà. Đi về, đi, đi. Cách lưng đi. Sao? Nó còn khổ nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta đã xét cõi đời rồi, cái cảnh khổ gì rồi. Bây giờ mình nói cái gì thế không? Nổi thôi. Nga, Ukraine, chiến tranh mà mình khổ cái năm nay, bây giờ thất nghiệp tùm lum hết rồi. Bây giờ tới cái thằng Trung Quốc cái gì? Iran, tới giờ Thái nữa. Yeah. Nếu mà bây giờ nó không dần xếp được, nó không lấy được, thì quý vị biết cảnh khổ thế nào nữa. Yeah. Mà nên do đó mà bây giờ chúng ta phải tôn mau nha. Tôn mau kể trẻ ai ơi, trần gian sụp đổ tới đây rồi nha. Yeah. Công danh phú quý cuộc đời là tuồng ảo ảnh, giấc mơ bao tàn. Gì thì ta quán xét kiểu này, nó cái khổ nó đến dập hoài. Gì thì chiến này quyết chí tu. một là cái là tu để cầu độ thân đau yếu bệnh hoạn, nhưng mà dẫn niệm Phật để cầu về tịnh độ an cái lạc. Đó là trước tiên để mình nhận tự giờ mình trao đổi nhau nhận cái cuộc đời của mình, nhận được thân rồi cái cảnh của thân trong vô thường, cảnh vô thường, hay quên tâm vô thường luôn, trái đất của mình để giữ được chánh niệm tu lặng bình dị đó. Lặng có khi muốn nó còn tu mà còn hắm, còn nó còn lé lé đó, ham muốn việc này nọ, nhờ chỗ quán xét này mà mình mới đi, mới dành được thôi, được có ham nữa, khổ tới rồi, chết bây giờ, già rồi, thở ra, hít vào, hít đi, bây giờ quyết chí, quan chọn một lòng, tu theo giáo lý thầy, thầy nói vô thượng, cái pháp này dễ tu rồi nè, pháp này tôi thấy là phù hợp nhất, tôi thấy cái việc chọn cái pháp này tôi thấy dễ tu nhất, thầy viết là vô thượng thậm thâm dĩ ý triền. Danh ngôn chép để gạch đàn tiên, cư gia tình độ tâm dưỡng. Cái câu kệ này quá sâu sắc. Vậy thì ở đây, bởi vì cái nếu mà nói đến gạch hết thì nó quá dài. Chúng tôi nói sơ lược vì còn nhiều cái thỉnh ý anh em khác, nên tôi tạm cạn lời mấy còn dài. Nói một vài ý chính trong đây. Vậy thì ở đây cái pháp ngôn đó, tức là thầy viết vô thượng thậm thâm. Vô thượng là gì? Vô là không. Thượng là cao, nghĩa là cao, không nào cao hơn. Thấy không? Thâm thâm tức là thâm sâu, không có nào sâu hơn. Tức là muốn nói vô thượng tức là không, cái pháp của thầy nói ra không có pháp nào cao hơn hết, hơn pháp này. Thầy giới thiệu mà, không pháp nào cao hơn pháp này, không pháp nào sâu thiết hơn pháp này. Mà thầy hôm nay thầy rút lại cho thầy rút tỉa lại cái pháp cho mình dễ tu, dễ mau thành đạt. Rồi thầy nói cư gia tịnh độ tâm viên mãn, tức là cư gia, tức là cư là ở, gia là nhà, tức là muốn nói là cái người cư sĩ tu hành pháp một tịnh độ tâm viên mãn. Chữ viên mãn gì? Viên là tròn, mãn ở đây tức là không tu các pháp khác mà cũng đắc được các pháp khác, không tu các lục độ vạn hạnh của Bồ Tát mà sau này niệm Phật không và cũng chứng lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Không tu các hạnh khác để chứng đắc cái quả vị chánh đẳng chánh giác mà niệm Phật không cũng thành Phật. Nên do đó, nên vì thế mà thầy chọn cho mình là thầy giới thiệu cho có pháp môn nữa đó, thầy giới thiệu là vô thượng thậm thâm, lặp lại nha, vô thượng thậm thâm dĩ chiền. Danh ngôn, chức danh lại là nói ngôn mà thấy lắp lại cho mình nhá. Danh ngôn chép để gạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức dân từ dốc dài phiên. Sĩ này quý vị biết không? Sự sĩ này, sự sĩ ngã không phải sĩ hỏi. Sự ngã gọi là hiền sĩ, là một bậc hiền sĩ, một bậc trưởng lão ở trong đạo Phật mà Đức Thầy xương thường nhưng lão đây dương linh Phật tôn, thầy là cũng là lão à, cũng chứ lão à. Nên cái sử này, cái sử sĩ này là chỉ muốn chỉ cho con người đã hoàn toàn đồng hạnh tu theo cái giáo lý của Đức Phật đã thành tựu viên mãn nên mới gọi là sư, cái chữ lão. Nên quý vị thấy không,
các vị tổ sư và trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, đầu tiên là trưởng lão Maha Ca Diếp, kêu trưởng lão mà. Nên cái người đó là cái người thâm sâu trong đạo, trong đức đầy đủ sự tu tập. Vậy thì thầy sư sĩ sức dân từ giáo dạy viên, tức là thầy đã tu đắc rồi, tức là đem những cái ngôn từ từ bi thương xót mà để giúp dạy cho chúng sanh. Vậy thì hôm nay kính thưa quý vị, vì chúng ta tin sâu vào cái pháp môn tịnh độ và tu, mà niệm Phật nó còn mãi mãi hoài nhớ từ giờ mà tôi nói vô, mình quán sát cảnh trước đi. Phù sanh nhược mộng đợi đau khổ, tỉnh trí tu thân khỏi đất lành, hay là đợi ta còn thì nó còn, đợi ta mất thì gì nó mất. Thì nhờ quán sát cảnh vô thường, thân vô thường, để trợ cho cái sự niệm Phật của mình, khi cái tâm mình nó còn sự ham muốn, mà để yên tâm buông xuôi để ra đi, để chấp hướng theo Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đến đây chúng tôi xin sơ lược dài cái ý trong cái pháp tu. Còn quý vị nào mà muốn tìm hiểu về cái sự thực hành về pháp môn tịnh độ thì sẽ có một cái chúng ta sẽ trao đổi thêm sao, hoặc là tọa đàm lần sau. Vấn đề đây tôi cũng như để theo cái giống như mà để nghĩa hỏi sự tu rồi thì chọn cái pháp tu thì tôi thấy cái chọn cái pháp này nó là dễ dàng nhất, chắc chắn nhất ha. Thì thưa quý vị, vừa qua thì cũng có cái lời tâm tình của anh Tư thì để mình cùng nhau. Vậy thì đến đây tôi cũng xin cái góp ý trong cái buổi anh em gặp gỡ với nhau. Thì cái lời văn đó nó không có trôi chảy, nhưng cái ý nghĩa thâm tình đạo đức thì nó tràn đầy. Đây góp vài ý để cùng nhau anh em mà chúng ta để tu hành. Dựa qua sẽ chữ nhu cầu điện nghĩa thì hỏi qua ý thì chúng tôi sẽ có gợi ý đôi chút vậy. Mong nếu có điều gì sơ sót quý vị cũng quan nghĩ cho. Đến đây chúng tôi cũng thành thật với Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng xin chân thành cảm ơn đến anh Tư. Sau đây thì quý vị ơi, chúng ta lại được làm quen với lại một huynh trưởng nữa, đó là anh Sáu. Cái thời gian thì anh Sáu cũng tu qua cái pháp môn tịnh độ, cũng giống như là anh Tư cũng đã chọn trong cái hạng cải tại gia cư sĩ, mà thầy của chúng ta là một hướng đạo sư. Thầy nói thấy người tu niệm đáng thương, đây mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Thì trong cái thời buổi mà chúng ta vừa học rồi chúng ta phải cố gắng thực hành cái pháp môn thì mới có thể là chứng ngộ. Vậy thì trong cái lúc mà thầy dạy chúng ta cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật ha, hay hoặc là mình niệm Phật nam đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên, rồi niệm Phật nhiều ít là tùy theo sức của mình. Nhưng ở đây có một cái vị mà cư sĩ niệm Phật rất là giỏi, anh ngồi một thời có thể là 3-4 tiếng, 4-5 tiếng đó quý vị. Khi đi ra chùa Hoằng Pháp đó thì người ta nói cư sĩ hòa hảo sao mà mấy chú ngồi niệm Phật giỏi quá. Vậy thì không biết có cái kinh nghiệm nào hay hoặc là có một cái công án nào mà anh Sáu Dũng, người trước ống kính của quý vị, cũng đã thực hiện được trong cái ngồi tĩnh tọa niệm Phật lâu như thế. Thì hôm nay xin anh cũng trình bày lại cái lúc mà mình đã hạ thủ công phu thì mình có cái bí kíp gì hay hoặc là một cái ăn ý gì đó để mình có thể là mình duy trì được cái thời gian nó lâu như vậy, để mình bước vào trong cái chánh niệm mà niệm Phật nó được giống như lời thầy dạy vậy đó anh. Ngàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật của ngày xưa hay ráng tầm, hay là niệm Phật niệm cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật cho lòng mình, nương theo đó mà được thanh tịnh thì chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Thì mong anh cũng mạn đàm đạo đức cho tất cả đồng đạo nghe chung, để chúng ta có được một cái kinh nghiệm trên cái bước đường mà chúng ta tu hành qua pháp môn tịnh độ để cầu giảng sanh nơi Phật quốc. Anh Sáu trình bày cái công hạnh ngồi niệm Phật được duy trì lâu á, không có biến kiếp được kiếp cho em cũng gì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ kính mến, cũng thuận theo lời hỏi của đồng đạo nghĩa và tâm,
Tôi thì không có cái niệm Phật, không có cái gì mà cao xa mà quý báu hết. Tại vì đầu tiên niệm Phật là cố gắng ngồi, nhưng mà nó nhức giò, nhức cẳng, nhức mình. Mà mình cố gắng vậy thôi, tại vì cái hành trì đó mới đầu niệm danh mà niệm cho ta khen mình. Yeah. À, mình lấy cái tướng mà niệm cho ta khen, rồi cái niệm gán gán cái nó nhức quá, nhức chịu hết nổi. Mà cũng gán niệm, niệm xong cái nó cái nó ngồi lại nó tê đó, rồi từ từ máu nó chảy qua được. Nó được rồi đàng hoàng, chân lúc đó là bắt đầu nó trở lại trạng thái lại, nó không còn nhức nữa. Nó giống giống như nhức tâm vậy đó, chứ nó không còn nhức giò, nhức cẳng đâu mà nhức tâm. Mà tạm gọi vậy thang, chừng được chừng cấp vậy đó rồi mình xả thôi chứ không có gì. Thành ra tôi cũng biết được cái đó chút đỉnh vậy thôi, mình cái gì mình mới vượt qua cái hàng rào cái vô minh của nó không phá nữa, cái bức cái tượng nó không phá được một cái rồi thì ông mới thấy cảnh đó là nó yên ổn cho ông chút đỉnh vậy đó. Thầy là tôi có qua được chút xíu đó thôi, chứ đầu tiên cũng niệm danh, niệm nhất, niệm cho ta khen mà, cố gắng ngồi mà. Rồi nó nhất mình nhân mãi thôi, chứ không có gì. Còn tôi trả lại vấn đề, mình nói về niệm bản lai thì khi mình niệm bản lai là tất nhiên là niệm trở lại cái tâm thanh tịnh của mình, đó mình gọi là bản lai. Chứ Phật là giác, trở lại tánh giác, là tánh của mình sáng suốt. Xưa nay Phật cũng trở lại tánh giác đó thôi, Phật là tỉnh thức mà, hay là giác, giác là Phật mà mê đi chúng sanh. Thì trở đó thì trở lại tâm Phật, nó vốn thanh tịnh. Tại vì mình phải dụng dụng công này dụng công nọ là nó là động rồi, dụng công là động. Mà nó tự nhiên nó là đừng có khởi gì hết. Tự nhiên nó mà biết rõ ràng thường biết hay là liễu liễu thường chi, cái đó là thanh tịnh rồi, cái đó là đạt rồi, chứ không phải đợi tới tôi dụng công niệm Phật rồi mới đạt, hay là ngồi thiền định mới đạt, cái đó không phải, cái đó là phương cái tướng ngồi thôi, tạm gọi vậy thôi. Còn tôi trả lại vấn đề á, tôi nói nghe không có gì khác chứ. Nói cho vòng vòng không ngoài chứ. Như ông hồi nãy ông hỏi chứ buông cái gì, xả gì. Đức Phật hồi đó đó, ông đang ngồi thiền đó, gặp cái ông này là ông đạo Bà La Môn Tai Đen, ông này ông tu theo là bên ngoại đó, bên Bà La Môn ngoại đạo đó, ông chứng được năm phép thần thông là có thể đi về cõi trời cho nó. Nhưng mà cái lục thông nó mới ra khỏi luân hồi ha, còn ngũ thông là nó chỉ về cõi trời thôi. Cho nên ông mới lợi, ông phe Phật, ông quá cả hai cạnh mặt sang khổng lồ, ông lợi ông phe Phật. Đức Phật biết cái bản ngã này rồi, tu mà còn cái bản ngã này bởi nó đâu ra khỏi luân hồi đâu, phải hưởng cái phước thôi. Cho nên Đức Phật nó tai đen buông xuống, ông quá sợ cái Đức Phật ông buông xuống một cành hoa. Rồi Đức Phật hỏi tai đen buông xuống, xong còn nắm hoài gì cái ông nói, ủa con buông bên đây rồi, còn bên đây thôi buông nữa cây. Đức Phật nó ta kêu buông xuống mà con ông còn nắm nữa. Đức Phật nói vậy cái ông nói thưa với ngài con buông hết rồi. Đức Phật nó không phải ta kêu buông hai cành hoa đó đâu. Ta kêu buông là buông cái bản ngã cống cao sáu căn nhiễm mới sáu trần, bị có bản ngã nó mới có sáu căn nó mới dính sáu trần. Nếu mà ông buông cái đó thì làm gì nó có dính sáu căn mà không dính sáu trần là giải thoát. Dứt được nói là giải thoát. Còn một ông nữa là kêu buông xả mà nên là cái đứa này còn nhỏ, cái nó gặp cái lưới bê mưu đó, nó gặp cái thùng kẹo của nó thọt vô, mới đầu nó thọt vô nằm gì nó thọt vô cái nó gặp kẹo nó nắm một nắm vậy, cái nó kéo ra kẹo. Bởi vì nó gì á thì thọt ra được. Nhưng mà nó nắm gì sao lấy ra được. Cái nó khóc nó mẹo, mẹ con mắc kẹt rồi, con mắc kẹt ở đây. Cái mẹ nó con buông ra, con buông ra nắm nó không được. Rồi ông nội lại kêu buông, nó cũng không buông. Nó buông ra gì thì nó rút ra vậy. Thành ra tự nó ham thế gian này, rồi nó nắm vô đây không buông thì mắc kẹt ở đây. Cũng như mình tự mình cho là ta là thật, cái thân này thật, là cái ngã thật. Các pháp thế gian này nó vô thường mà cho là pháp. Là pháp có, gọi là ngã không mới pháp không, còn này ngã có pháp có, cho nên mới bám ở đây. Rồi Đức Phật mới kêu buông. Kêu buông ra thì giải thoát chứ có dính gì đâu. Mà không buông ra thì mình cứ như mình cầm như này, hỏi ta buông sao buông, hỏi ông chịu buông không, buông ra thì nó rớt chứ có pháp gì đâu, không có gì hết. Thành ra chính mình tu này tu nọ, tại vì mình bám quá đi rồi mình nó để tu này tu nọ chứ thật không có chứ. Ông buông ra thì nó không có dính gì hơn là giải thoát. Ngay đây là Phật, ngay đây là ma hay là Phật tại đây bây giờ, chứ không nói tới chừng nữa gian sanh. Cái đó là vô phương, ngày mê mà còn không có kìa. Cái bản để ngày mai ăn khỏi cho tiền đó, ông này ông ra ông ăn đã đợi, đi ra ông ăn nữa, ông đi về ta nói chú cho tiền, nói đã nói ngày mai ăn khỏi cho tiền mà, ta nói cái chú lại cái bản kìa, để ngày mai ăn khỏi trả tiền, chứ ngày nay á ông vui lòng trả đi. Ông nói, ủa gì ngày nay hả? Ông ngày mai ông ra nữa cái ông cũng làm vậy, ta nói ngày mai ăn khỏi trả tiền chứ ngày nay ông trả đi. Ông nói, ủa gì là ngày nay chứ đâu ngày mai. Giờ ông ra 10 lần nó cũng ngày nay ông vui lòng trả đi chứ ngày mai á mới khỏi trả tiền. Ngày mai là cái ngày tưởng tượng, cái ngày mơ hồ du dơ thôi. Tu mình tới nửa gian sanh không có đâu. Hiện tại đây tâm của mình đây, mình thân thể mình khỏe mạnh, ma bệnh nó không có tấn công á, là mà
mà cái vô thường nó chưa để mà bệnh thờ bán gót thằng chết game hốt mình nó kế mình đây nó chưa có gì hết mà mình còn không chánh niệm mà còn không thấy được Phật rồi sống với ma sống với tham lam xong mình nói tới nửa dân sanh tới nửa hắn nó tấn công không hắn rồi rớt vào thân đau tứ thân này hắn nó banh thay hắn rớt rồi nghiệp được nó tấn công hắn rồi con vợ ba ơi ba anh ơi, đừng bỏ em ông nội đừng bỏ thì lúc đó ông an tâm không mà ông nói nửa dân sanh không có đâu tới chừng nữa là ông đó nói chừng nữa là ông nó mơ hồ tưởng tượng thôi diễn vong quá không có đâu tại đây ông dân sanh hay không ông thành Phật tại đây hay là không phải là thành Phật liền nhưng mà ông biết Phật là tại đây cái thành nói làm gian ác là quỷ là ma làm chân chánh là tiên là Phật Phật là tại đây là tâm ông á, nghĩ chân chánh nói là nói chân chánh làm việc chân chánh đó là làm chân chánh còn tâm ông suy nghĩ gian ác nó mới lời nói gian ác làm gian ác là quỷ là ma ngay tại đây ông biết quỷ hay ma hay là Phật hay là Bồ Tát chúng sanh thì ngay tại đây ông phải biết rõ được chứ ở đây không biết rõ chân để tôi hạnh như này hạnh chứ hạnh như vậy cái đó là vô minh đức thầy nói chúng sanh mê nên đem pháp thiết mê nhiều cái nào nó pháp nhiều nào nó mê nhiều đó nó thật cái đó mê nhiều đó ta hay ta bản ngã mà ta nó thông minh không có đâu giải thoát rồi pháp bắt hay dùng ta không có dùng tùy cơ ứng biến thời gặp gì ta chỉ cái nấy còn gặp thôi ta dụng ra ứng dụng ra để độ chúng sanh rồi hết thì xong chứ không phải là đụng đâu nói đó cái chỗ mà như giống mình đi đem xi măng đem gãi vô đó cho nó chết ha giống hư chứ hả không có đâu chỗ nào lên được ta mới gãi không được không gãi cái khi mà năng sanh nhân pháp là gì đó tâm thanh tịnh rồi đó gặp cơ ứng dụng còn không có là thôi chứ không có dính gì chứ mà cũng không có tu cái gì chứ mà cũng không có hành pháp gì chứ pháp gì vậy nè kinh điển lưu truyền tám giảng tư học hành không thiếu cũng không dư mãn năm tính lại đạo quên hết in lại trên đầu một chữ như giữ tên mộc bất động như như tâm mình không động như như chỗ này cũng như như lại cái như là không động á chứ không phải lại trong này thanh tịnh lại cái động hả nó có đâu như như là gì đó chứ còn ôm pháp vô cái nhiều là bản ngã không đó tôi nói ông Toàn là nói bản ngã không đó tôi dám nói mạnh câu đó mà chỉ độ người ta thì đúng ha còn nói tôi nói thông minh là bản ngã tôi là người thông nên cho khen tôi hay tôi giỏi tôi nói tài không có đâu cái đó là Toàn là mê không đó chúng sanh mê đem pháp thuyết giả thuyết rồi pháp bắt cái dùng ta không có cái dính gì chứ không có tu pháp gì hết chứ không có hành pháp gì hết chứ đi ông có dính gì đâu mà ông hạnh cái gì thôi tôi đã khác như thôi Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Sáu cho em hỏi một thêm một chút nữa rồi. Khi mà em giới thiệu với anh Sáu là đã có ra đến đạo tràng của Hoằng Pháp năm thứ tư để anh Sáu thực hiện được cái lời giới thiệu của chú Út là người cư sĩ hòa hảo cũng đã có từng qua công phu niệm Phật. Vậy thì khi ra chùa Hoằng Pháp cái nội quy người ta quy định là anh Sáu phải ngồi bao nhiêu lâu hay hoặc là thời giờ thế nào anh xác trình luôn để mình có được giữ trong cái pháp đó là thật. Mấy nhớ tôi năm không nhớ mà tôi có nhớ là hồi lần đó ở trong nhà nhâm này nè năm nhâm này nè có ngồi cái khóa niệm Phật mà 40 người đã ngồi có ông nào mà ngồi mà đạt được đó thì mới làm giám thiền. Lúc đó tôi ngồi từ cái chị, mà bé tánh này kia với Vũ này kia với Minh này kia đó ngồi được 6 tiếng ngữ. Còn tôi ngồi tới sáng luôn. Mà tôi nói đầu tiên là tôi ngồi nhất ngồi đăng danh đó bị hâm danh mà ngồi đó cho ta khen mình đó chứ không phải là đầu tiên mà ngồi mà tới sáng đêm mà thanh tịnh không có ngồi tới là gần nửa đêm đó tự nhiên cái máu nó chảy lại cái nó hết nhất được tự nhiên sau mình hơi thới nó khỏe luôn bởi vì tâm mình nó vọng tưởng nó mới đau nó mới lu bu nó mới buồn bực ngang tâm không còn vọng tưởng nó thì nó tự nhiên nó thông minh mà nó sáng mà nó khỏe hơn người nó ngộ chứ đó tinh thần mình bởi vì ông lão tử ông nói á điềm đạm hư vô chân khí mới tồn chi cái chánh khí mình nó đầy đủ đó thì bệnh nó không có xen vô còn mà cái chánh khí mình nó lưng á thì là cái tạp khí đó là tà khí nó xen vô tà khí mới sanh ra bệnh tật đó thầy giải đó ôi hễ thằng già quỷ giả nào mang lấy bệnh tật thường nào là kinh tính cơ mê đó thì nghĩ là cái chánh khí của mình mà nó lưng thì tà khí mới xen vô mới bệnh chánh khí mình nó đủ á thì ít bệnh cho nên lúc đó mình niệm vậy là không còn cái chánh khí của mình đầy đủ tự nhiên mà điềm đạm hư vô chân khí đồng khi nó không còn nghĩ ngợi danh vọng không có còn khen ai khen nữa chân mà nhức nhối không còn nữa tự nhiên nó trạng thái nó trở lại an định tôi giống như nhất tâm mình đạm tâm gọi đi chứ nó giống như là niệm băng lai vậy đó nhất tâm nó chưa bằng băng lai băng lai nó sâu hơn thành ra tự nhiên là nó khỏe khoắn lại tôi ngồi tới sáng nhâm nó sáng làm sao thôi xả đi còn bên đó tôi à vậy từ đó là mấy ông đồn báo kiệt nó mới mời bởi vì ông Thích Nhân Tính là quê ông ở Long Xuyên
Dạ. Ông ấy mời Báo Kiệt đi lên tiếp ông là mới có khóa 17 à, ở trên quận Pháp ừ. Lên hả? Tiếp như có gì giúp đỡ ông đi lên một xe mà bật đồ vàng không đi lên chùa Tự Quang á. Dạ. Rồi Báo Kiệt rồi đó ông đau, ông đi được mấy đi chiếc xe 12 chỗ ngồi mà đi 11 người. Tôi với lại cô giáo, thầy giáo và mấy ông trên đó đó nữa, tổng số được 11 người. Dạ. Lên đó đó thì ví dụ muốn cần ngồi thì để đưa tôi ngồi ha. Còn không cần thôi, nên tránh nó có là hai bên, một bên đang ngồi tiếng ngữ. Mà từ tiếng ngữ trở lại là muốn xả mà ngồi đây mà xả phải im gu chứ đừng nhúng nhích ha. Dạ. Đừng có làm động ta, còn bên đây ngồi được hai tiếng ngữ. Dạ. Hai tiếng ngữ rồi bên này bên cao cấp, bên A bên B đi. Dạ. Thành ra tôi mới qua bên cái bên A bên đây ngồi được hai tiếng ngữ. Thì người ta ngồi như mình ngồi với chứ không phải ngồi hoài kỳ gì. Dạ. Còn muốn nó thi thì mình mới vô mình thi. Còn cái này nó không có thi, người ta ngồi hai tiếng ngữ, mình ngồi hai tiếng ngữ. Dạ. Người ta xả mình xả nhưng mà mấy ông biết. Thầy thích tính không biết, ông nói với mấy Phật tử đó. Phật tử đó nó tàu ông nào ông ngồi xong mà thẳng cái lưng mà ông thấy nó im quá im. Dạ. À, tôi đâu có nhích gì đâu, nhưng ngồi hát cái gửi ông nhỏ gì. Mình ngồi có đêm được mà. Thành ra bình thường nhưng mà mình không phải phe danh để ta ngồi hoài người ta xả tôi xả. Dạ. Còn người ta ngồi thì mình ngồi. Vậy thôi, đại khái thôi chứ không có gì hết. Vậy mà trên ta biết, người ta cũng biết mình. Rồi sau khi mà học sau khi mà được thực nghiệm trong cái khóa đó xong về, thầy Chân Tính có tặng anh làm gì kỷ niệm không? Có luôn, có mấy cuốn Hoằng Pháp đó, bây giờ có đủ cho kẻ. Có đủ cho kẻ. Có luôn. Có chẳng ai cũng có phải mình tôi nguyên đoạn 11 người có hết. Rồi, rồi đại khái thôi. Rồi sau khi anh rồi giờ mở trong tận về chút chút thôi thì anh chờ chờ lại chờ 10 phút rồi nó mới ra bằng cái cách là mình cũng ngẩng ngồi để cho tâm được an định đang nói trong chuyện cái bản lai hả anh. Bây giờ tôi đi đứng nằm ngồi luôn chứ tôi không phải ngồi cố chấp ngồi gì không có. Dạ. Tôi vẫn ngồi mình ngồi à, nhưng mà tôi vẫn lúc nào mình uống buồn thì ngủ á. Đúng rồi, cũng trở lại lúc nào cũng thấy rõ mình. Con người mà thấy tánh á Đức Lục Tổ nó mê mà nghe kinh Lỷ Kiếp còn ngộ thấy tánh liền. Dạ. Còn mà mê thì nghe tới Lỷ Kiếp cũng vậy thôi. Đức thầy trả lời cho Hồn Nguyên trả lời với hành đạo tôi cảnh sống nào tôi cũng thể sống được cái hành đạo đúng theo ý tưởng chân thực của nó, làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả. Thầy thấy tánh nè, mà nếu mà thấy tánh được vậy tôi thấy tánh không có đâu. Nếu thấy tánh được thì ông phải thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, cho đó mới thấy tánh. Thấy tánh là như cây đá ngồi ngủ giờ không giúp đỡ ai chứ đâu phải thấy tánh đâu. Dạ. Thấy tánh là phải thực hiện tự bi hỷ xả của Phật đó. Dạ. Nếu mà gọi mà thấy tánh ha. Dạ. Mà tâm không giận không động không gì hết, giúp đỡ người ta mà không động, làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả, thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, cái đó mà thấy tánh đó, mà đều không có giận hờn với nguyên si chứ. Còn mà thấy tánh gì, tôi thấy tánh là tánh, mà nó có miệng không thấy tánh gì vậy? Đâu có đâu. Thấy tánh thì tánh tánh chúng sanh. Cho em hỏi cái nữa. Rồi nói đi. Anh Sáu mà ngồi lâu như vậy, mặc dù mình biết là mình ngồi để cho người ta khen. Đầu tiên á ngồi cho ta khen nhưng mà anh Sáu lại trình bày cho em có một cái mà tụi em thấy tâm đắc quá là cái thời gian mà anh nói khi mà nó bình lại chánh khi mà nó đã đầy đủ rồi thì tự nhiên cái trí mình nó thông minh tồn sáng nó nhẹ vậy thì từ cái giai đoạn mà anh niệm danh nó tức là mình khởi là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho người ta thấy được tôi ngồi ngay thẳng tôi niệm Phật rất là hay cho ta khen tôi cái lúc đó đó cái niệm của anh đó là anh có niệm mấp máy môi không hay là trong tâm anh gợi lên niệm rồi từ đó anh giữ cái hơi thở nó nhịp nhàng lên xuống giữ điều đặn vậy hoài và duy trì khoảng bao lâu vậy đó anh mới được cái niệm khinh an nó trong đó đó làm tôi nói nghe nó niệm Phật mà lúc đầu tiên đó tôi niệm đó là muốn đích tôi vô niệm là để chi đang cho ta khen tôi gán mình gán ha nhưng mà niệm trong tâm mà lỗ tai niệm tâm mình niệm chứ lỗ tai lắng nghe cái từng câu đó dạ. Chứ không phải là niệm nó môi Phật nó không có tôi niệm trong tâm tôi mà lỗ tai tôi nghe rõ vậy đó dạ. Mà vậy cho nó nhức quá thì bắt đầu mình niệm nhức quá thì lo niệm nhức rồi cái gán niệm cho ta khen mình chứ mình niệm thua mấy ông sao thành ra trong đó thì tôi trước mấy ông hết tôi hồi chồng ỷ lắm hồi năm 72 tôi học đạo á yeah. Có tâm tôi học năm 72 tới hai phá lặng rồi mấy ông này hòa bình mới tu năm này nè hòa bình không nhắm vậy hòa bình mới tu không hả yeah. Còn tôi trước mà năm 72 mà năm 72 là lúc bắt hai thoa mở phá yeah. Mở phá là ra tôi học phá cho ngoài này phá rồi vô số 8 phá rồi hai phá bị số 8 qua cho cũng mời mình vô nó cho nó đông chứ để xịu sao yeah. Ra tôi mới cộng thêm phá nữa chứ không phải là học thiếu rồi học thêm tại vì không có văn mượn mình vô nữa thành ra tôi được hai phá là một phá 4 tháng hai phá 8 tháng yeah.
rồi mình suy nghĩ tàn của mình á, đàn anh của mấy ông mình tu lâu mà mình niệm thua mấy ông không, niệm dánh mà gán ngồi gán gán mà nó nhức nó chết luôn cũng gán mà cũng niệm là mà khi mình hết nhất nó bớt là thì có phải lắng tai nghe rõ nhờ vậy đó, nhờ niệm tâm niệm mà lỗ tai lắng nghe hoài mà nó nhức thì là quên cái lũ nghe đêm lo nhức không à. Thành ra mình cố gắng niệm viết còn phải chịu thôi, chứ giờ ổng nhức mà ổng không xả ra rồi bây giờ rồi nó sao vậy, nó phải xui theo tôi thôi, từ từ cái máu đó nó loạn sao biết cái nó chảy đều lại cái nó hết nhức không. Tức là mình không sửa tư thế gì chứ mình vẫn ngồi quay kiên định. Tụi nó ngồi liều giống như thích mua đứt mà ngồi liều mà tự thiêu đó. Yeah. Tự thiêu mà ngồi liều mà. Yeah. Cái đó thì giống như ngồi liều giống vậy đó. Thôi, ngồi liều vậy đó. Chứ không có hay ho chứ đầu tiên nó vậy đó. Nó không hay ho chứ. Sau đó thì anh nhịp nhàng cứ giữ hơi thở nhịp nhàng. Sau đó hết nhất nó khỏe rồi tự nhiên nghe rõ lỗ tai tự nhiên nó bừng lên. Nó khỏe phắn cơ thể, nó không nhức không đau rồi. Lúc đó là anh có nghe cái tiếng động gì từ bên ngoài tác động vô không? Hay là chỉ là lẳng lặng cái tâm mình nó thường sáng? Nó chỉ nghe rõ trong tâm mình vậy thôi, chứ bên ngoài cũng có. Mình nghe yếu xìu, nghe chút đỉnh vậy thôi. Ta nói chuyện nghe xào chút đỉnh thôi, nhưng mà mình nghe rõ cho mình là rõ hơn. Là cái tiếng niệm Phật rõ ràng. Ờ, nghe tiếng mà không có niệm ra tiếng, nhưng mà nhẫn nghe rõ luôn. Lúc đó thì anh nhắm mắt hay là... Tôi lúc mà nó thanh tịnh rồi đó ha, là tôi chỉ có còn có chút chéo mà mở chút chéo mà chớ nhắm quá thì sợ nó hôn mê đó, nó hôn chậm đó. Còn mở quá thì nó sao xuyến. Cho nên tôi nhắm hai phần, còn một phần mà lúc đó là làm như lúc đó tôi quên ý tới mà nhậm như là nó còn chút chéo à. À rồi. À. Một cái trạng thái nữa mà em thường 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 thấy khi mà mình niệm Phật đó anh Nam. Thì tự nhiên mình ngồi vậy nhưng mà mắt này nhắm gì đúng ra đó là nó sẽ có cái gì, có cái ánh sáng nó bảo hòa là nó giữ một cái mực ánh sáng không sáng mà không tối. Nhưng cái đến lúc mà như anh nói đó thì mình cảm thấy là nó khỏe khoắn vô cùng, nó nhẹ nhàng như là mình không còn có cái thân này nữa mà nó rất là nhẹ. Thì cái khoảng trống không gian ở trên trán anh nó có phải là rộng rãng mênh mông một màu sáng trong suốt hay không? Nó không phải là nó như cái cây đá không biết gì hết, nó vẫn biết chứ, nhưng mà nó cũng mà tôi nói không ra nó khỏe mà tả sao được, nó tả không được. Tự nhiên mà nó nhiều trạng thái khác nhau, có người gặp luồng ánh sáng nó phật lên, có người không có, tôi không có, nhưng mà tôi thấy sao mà nó khỏe khoắn mà nó an vui không thể tưởng tượng được, vậy thôi đại khái thôi. Rồi cái nữa đi. Bây giờ cho đến bây giờ nè. Alo, xin phép à. Dạ. Rồi. Tôi nói là 15 phút giờ tới. Rồi, chút nữa tái lên, chút tôi nhóm hơn tái. Rồi. Rồi, cho đến bây giờ thì khi mà anh muốn ngồi lại thì anh ngồi, anh giữ được cái trạng thái đó không? Không, tôi không ngồi nữa, tới giờ tôi đi đứng không à, đi đứng nằm ngồi bình thường thôi. Nhưng ngồi vậy thì bây giờ ông ấy nói thì tôi cũng vẫn nghe bình thường thôi. Nhưng mà tôi khoảng tỉnh lại, trở lại, mình nghe rõ trong tâm vậy thôi. Bây giờ còn đến còn hờn nữa không? Có khi nó vừa phát lên mình thấy liền chứ. Dạ. Nhiều khi tôi trả tiền xăng cho anh đồng đạo nào mà mấy ông tính lộn 100.000 nè. Rồi tôi chạy đi rồi tôi nhớ, ủa hồi nãy còn một xe nữa mà ông này ông quên tính. Rồi chừng chở về đó, chừng 2 tiếng sau tôi chở về tôi ghé tôi trả thêm 100.000 đó. Thì trí huệ mình ngay chỗ đó đó, mình thấy rõ. Người ta lộn mình đi, mình thấy rõ rồi mình ăn gian thấy kỳ vậy. Trí huệ là thấy rõ từng cái động tác, từ cái tâm mình nghĩ xấu thì mình phải thấy rõ luôn chứ. Dạ. Chứ quậy kỳ thôi xin hết đi ha. Không, hay là để tôi nói ông sư, dạ. Sư trước kia là ông ngồi phải sáng đêm. Ngồi sáng khi mà ông coi qua kinh của Lục Tổ á, Pháp Bửu Đàn á. Thì là một là coi như là nói ngay làm pháp đạt. Dạ. Là tụng lâu không gọi lý. Dạ. Kinh nghĩa thù ta. Thứ dạ. Hai nữa là ông chí thành ngưỡng qua. Dạ. Thầy tôi dạy là quán tâm, bất tịnh ngồi hoài chẳng nằm đó. Dạ. Thì là ông hiểu hai câu này rồi nói thôi bây giờ đi đứng nằm ngồi. Dạ. Tự mình làm chủ. Thanh tịnh là Phật, chẳng nhiễm là Phật, thôi bây giờ cứ việc đi, cứ việc là thực hiện trên cái môi trường đạo pháp. Dạ. Giờ đi lắm, chứ hồi lúc trước thì ít đi, trước là ông chuyên môn tu. Dạ, chuyên môn tu. Qua thời gian đó ông coi kinh khách ấy, anh thấy thôi bây giờ phải tự mình là phấn đấu lên. Dạ. Nhưng mà cái hành đạo đúng theo sát của nó đó, cái hành đạo đó đó ông thực hiện giờ ông đang đi không. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng xin thưa cùng với lại tất cả cô bác anh chị em đồng đạo kính mến, hôm nay thì chúng tôi lại có một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Thì đến nhà của anh Tư vô tình lại gặp anh Năm và anh Sáu. Mà anh Sáu thì trong làng đạo gọi là ông sư. Tại vì anh không có để tóc như người bình thường, mà anh lúc nào cũng phủi sạch để tượng trưng cho tất cả cái gì thế gian này anh thực hiện được chữ buông xả.
trong cái pháp đó. Và đặc biệt thì ông sư lại có một cái công hạnh là anh ngồi công phu tu tập rất là an ổn mà rất là lâu, thậm chí đến thầy chân tính ở chùa Hoằng Pháp vẫn biết đến danh hiệu cư sĩ Dũng không quý vị. Cho nên hôm nay thì hội ngộ với quý anh thì mỗi người đều trình bày theo cái cách hiểu biết của mình và thực hiện trong cái thực tại đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, thì tất cả các anh đều giữ được một cái mực là thực hành theo cái giáo lý của Đức Thầy. Cho nên chúng tôi lại nhớ một bài pháp đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khác. Hay hoặc là Đức Thầy còn dạy cho chúng ta một cái phương pháp mà sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện chắc đến cảnh Long Hoa. Thì tất bây giờ các anh mặc dù lớn tuổi rồi cái gì thân thì nó có cảm tà khí rồi sanh ra bệnh tật theo cái định luật vô thường biến đổi sanh già bệnh chết, nhưng mấy vị đã thấy được cái thần sắc của anh rất là tươi tỉnh. Tại vì sao? Là tại vì nhờ diệu năng của pháp môn niệm Phật, nhờ cư gia tịnh độ để tâm các anh được viên mãn tròn đầy trong cái hạnh lành tu tập của người cư sĩ. Thì đó là một cái điều mà nhắc nhở cho chúng tôi là đàn hậu tấn luôn lúc nào cũng phải cố gắng tinh tấn đó, làm sao để mình đạt được chữ thiện mỹ, yên tịnh, hỷ lạc, nghiêm trang, quyết gắng công phu lòng bước tới Niết Bàn để có tế độ chúng sanh qua khỏi luân hồi quả báo. Thì những cái bài pháp mà phát xuất từ trong cái hạnh lành của các anh đó, thì chúng tôi lại lấy đó làm cái kinh nghiệm sống, thưa quý vị. Nó là một nghệ thuật sống mà chúng ta cần phải luôn trau dồi để cho chúng ta đạt đến cái chỗ là tìm đến cái chân tánh của mình. Cho nên qua đây thì xin chân thành cảm ơn các anh cũng đã cho chúng em có được những cái kinh nghiệm sống và những cái pháp tu căn bản trong giáo lý của Đức Thầy. Nhất là chúng ta luôn nhắc nhớ những cái lời mà Đức Thầy đã chỉ dạy, kim ngôn ngọc ngữ đó như là một thánh giáo lượng mà không thể thiếu trong đời sống tâm linh của mình. Thì cũng cảm ơn Đệ Tâm cũng đã ghi lại những cái phút giây mà rất là quý báu trong cái cuộc hội ngộ mạng nam đạo đức hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chân thành đến tất cả chư quý đồng đạo đã xem qua màn ảnh nhỏ và có được sự đồng cảm với chúng tôi. Nếu có những cái điều gì mà sơ xuất trong cái con đường tu học Phật Pháp đó, thì quý vị cứ comment hay ghi lại những cái bình luận đó. Anh em chúng tôi sẽ ghi nhận sau này. Nếu có cái duyên lành đó, thì chúng tôi sẽ đến với quý vị bằng cách là chúng ta cởi mở trên tinh thần lục hòa của Phật Đạo. Giờ đây thì thời lượng đã hết, xin chúc cầu cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta được sống trong từ quang của Phật Pháp. Nguyện cầu Tam Bảo gia bị cho thế giới được mưa thuận gió hòa, dân chúng âu ca lạc nghiệp. Nguyện cầu cho củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ được giảng sanh tịnh độ, ông bà cha mẹ tại đường Tăng Long Phước Thọ. Bá tánh vạn dân được từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nguyện cầu cho chúng tôi thân tâm thường lạc để cố gắng tu hành tinh tấn đạo quả sớm được yên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay là quá quý luôn rồi phải.